Quý vị và các bạn thân mến, một thời gian trước, một anh chàng người Trung Quốc sống và làm việc ở Việt Nam, trong lần đến thăm nhà của một người bạn Việt Nam của anh ta đã hết sức ngạc nhiên rằng tại sao đồ gia dụng trong gia đình không hề có mặt hàng nào đến từ Trung Quốc. Và anh ấy đã quay lại video này cho các khán giả ở quê nhà. Trong video, anh ấy nói rằng, thật bất ngờ, mọi người có tin được không? Ở Việt Nam có thiết bị gia dụng trong nhà của Việt Nam, phần lớn là thương hiệu của Nhật Bản và Hàn Quốc. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem, đây là nhà của bạn tôi ở Việt Nam, anh Toàn. Các thiết bị mà người Việt sử dụng chủ yếu là của Nhật Bản và Hàn Quốc, như chiếc TV này, điều hòa này. Tôi đã hỏi bạn tôi là tại sao người Việt lại ưa chuộng các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc đến vậy? Tại sao lại không dùng hàng Trung Quốc? Bạn tôi nói rằng các thương hiệu này có chất lượng tương đối ổn định. Tôi cũng hỏi họ có từng tiếp xúc với các sản phẩm của Trung Quốc nào trước đây không và họ có hiểu biết gì về chúng không. Bạn tôi trả lời rằng thương hiệu Trung Quốc không quá phổ biến, thị phần ở thị trường Việt Nam rất ít. Tôi tiếp tục hỏi nếu các sản phẩm của Trung Quốc xuất hiện nhiều hơn ở thị trường Việt Nam, liệu họ có chọn mua không? Câu trả lời là cần có thời gian để chứng minh. Anh Toàn nói rằng nếu sản phẩm Trung Quốc hoặc các thiết bị gia dụng Trung Quốc muốn tham gia vào thị trường Việt Nam cần phải có thời gian để được chấp nhận. Không phải là cứ có sản phẩm rồi là mọi người sẽ mua ngay. Điều này đòi hỏi phải có niềm tin từ phía người tiêu dùng. Theo tôi, sản phẩm Trung Quốc có mẫu mã đẹp, hiện đại và thu hút. Nhưng để thật sự chinh phục thị trường Việt Nam, đúng là vẫn cần thêm thời gian, cần nâng cao chất lượng, giá cả hợp lý hơn và tạo dựng uy tín. Đây là một đoạn video ngắn đã tạo ra làn sóng trên mạng xã hội Trung Quốc với hàng ngàn bình luận trái chiều đã được tranh luận ở bên dưới. Sau đây, admin xin tổng hợp lại cho mọi người cùng xem nhé. TV TCL hiện đã là công ty điện tử gia dụng lớn nhất thế giới và việc thiếu người mua từ Việt Nam sẽ không ảnh hưởng đến vị thế của hãng. Đẹp thì đẹp nhưng không muốn sử dụng, lý do rất đơn giản, Trung Quốc đã đánh bại Việt Nam trước đây. Khi Trung Quốc mới bắt đầu cải cách và mở cửa, Trung Quốc cũng thích các thương hiệu Nhật Bản, nhưng giờ đây quan niệm này đã thay đổi. Người bạn Việt Nam của bạn có thể nói là khá giàu có ở Việt Nam, nhà cửa sang trọng như vậy. Bạn nên hỏi các gia đình bình thường vì số lượng họ là nhiều nhất. Các thiết bị gia dụng của Xiaomi cũng có tiếng ở Việt Nam và còn có rất nhiều cửa hàng thực tế. Người ta nói đúng, các gia đình bình thường ở Việt Nam cơ bản đều dùng đồ của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Trên đường phố, 80% xe cộ là của Nhật Bản, còn các thiết bị điện tử chủ yếu là của Panasonic, Samsung và LG. Đồ của Trung Quốc chỉ có điện thoại Oppo và Vivo. Các gia đình bình thường không thể mua ô tô vì ô tô ở Việt Nam quá đắt. Tuy nhiên, hầu hết ô tô ở Việt Nam là của Nhật Bản, còn điện thoại phần lớn là của Apple. Tác giả đã nói rằng đây là các gia đình bình thường ở Việt Nam, vậy bạn còn muốn hỏi gì chính xác hơn? Người bạn Việt Nam của bạn có vẻ không vui vì bạn đang quay phim mọi thứ tại nhà anh ấy. 20 năm trước, hầu hết người dân Trung Quốc cũng tin rằng sản phẩm Nhật Bản và Hàn Quốc tốt hơn sản phẩm Trung Quốc để thuyết phục Việt Nam, đó chỉ là vấn đề thời gian. Các khách sạn ở Việt Nam có điều hòa, trung tâm chất lượng tốt thì hầu như đều dùng Daikin. Không có gì lạ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc vốn là những nước đi theo Mỹ. Dần dần họ sẽ yêu thích các sản phẩm made in China. Thiết bị gia dụng của Nhật Bản và Hàn Quốc thâm nhập thị trường Việt Nam sớm hơn nên đã giành được danh tiếng. Trong khi đó, các thiết bị gia dụng của Trung Quốc khởi đầu muộn hơn và bị hạn chế. Nhưng trong các ngành công nghiệp khác, nhiều sản phẩm của Trung Quốc vẫn rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Chất lượng của các thiết bị điện phải được đánh giá đến từng xu, sản phẩm tốt phải được chia sẻ, không thể cạnh tranh với người khác bằng cách bán giá rẻ. Người Việt Nam cũng không phải là ngốc đâu, nếu là bạn, bạn cũng sẽ chọn sản phẩm chất lượng cao nếu có tiền. Người bạn Việt Nam của bạn giàu có, người bình thường ở đó không thể mua nhiều thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc. Trên thực tế, hầu hết các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc cũng được sản xuất tại Trung Quốc. Nhiều nhà máy của Nhật Bản và Hàn Quốc đã chuyển sang Việt Nam. Nói gì đến sản xuất tại Trung Quốc, Samsung gần như đã chuyển tất cả các nhà máy sang Việt Nam rồi. Chất lượng sản phẩm của chúng ta không đồng nhất, giống như chủ của Maggie nói, sản phẩm loại 2 thì bán trong nước. Các thiết bị gia dụng ở Trung Quốc sẽ bị hư hỏng trong khoảng 3 năm trước khi chúng ta được bán ra thị trường. Các thiết bị điện tử, điện thoại di động khi được sản xuất số lượng lớn, chất lượng sẽ ổn định hơn và giá thành cũng rẻ hơn. Nhật Bản và Hàn Quốc đang đi theo con đường sản xuất ít nhưng giá cao. Liệu Việt Nam có nhiều tiền đến vậy thật không?
Thương hiệu Haier của Trung Quốc tại Việt Nam từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí người Việt. Việt Nam không dùng đồ Trung Quốc, tại sao bạn cần chúng tôi xây dựng đường sắt cao tốc? Người không dùng là bởi vì hàng Trung Quốc không đảm bảo. Các thiết bị điện, xe cơ bản của Việt Nam đều là hàng nhập khẩu, nhiều thứ khác cũng được nhập khẩu từ Trung Quốc. Đồ gia dụng Nhật Bản, Hàn Quốc đều là hàng cao cấp và không bán chạy ở Trung Quốc, nhưng chất lượng của nó tốt và bền. Tác giả hãy nói với anh ấy rằng thực tế thương hiệu Nhật Bản mà anh ấy mua đã được một công ty Trung Quốc mua lại. Xiaomi đã ra mắt chiếc xe đó vài ngày trước và Việt Nam đang chú ý đến nó. Không biết người Việt Nam có trả tiền mua nó không? Bạn của tôi nói rằng các thương hiệu Trung Quốc đều có bán ở Việt Nam và có cả TV TCL nữa, nhưng không có nhiều người mua. Trong các trung tâm thương mại, chúng thường bị người Việt Nam coi là sản phẩm phân khúc thấp. Hàng Trung Quốc trong mắt người Việt Nam là đồng nghĩa với hàng giá rẻ, tất cả là do xe máy Trung Quốc những năm 90 gây ra. Xe bình thường, cách đây 20 năm, Trung Quốc cũng mua thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc, chủ yếu để giữ thể diện. Ngày mai ai mua đồ gia dụng cũng thắc mắc sản xuất ở đâu, phải được sản xuất ở Trung Quốc thì mới mua. Nếu ở Trung Quốc có đồ điện Nhật thì tôi sẽ sử dụng, đồ điện gia dụng của chúng tôi rất dễ hỏng. Tôi chỉ có thể nói trong một câu, chất lượng sản phẩm Trung Quốc quá kém. Điều này giống với tình hình ở Trung Quốc trong những năm 80 và 90. Ngày xưa, tôi mua một chiếc TV Sony. Chiếc Sony cũ tôi mua từ Thế vận hội 2008 đã sử dụng hơn 16 năm và chưa bao giờ bị hỏng. Nồi cơm điện của Hàn Quốc giá vài nghìn tệ. Cơm nấu ra thì rất đáng khen ngợi, còn nồi của thương hiệu nội địa chỉ tầm 300 tệ. Dùng hơn một tháng đã hỏng và phải vứt đi. Quan điểm của tôi cũng giống như người chủ nhà Việt Nam. Thật ra vấn đề nằm ở các nhà trung gian, bởi vì sản phẩm của Trung Quốc có đủ các loại chất lượng cao, trung và thấp, tiền nào của đó, chỉ là nhiều người Việt Nam chưa biết cách lựa chọn, cộng thêm một số người trung gian không tử tế. Điều này là do xe máy Trung Quốc đã có ảnh hưởng sâu sắc đến người Việt Nam trước đây. Việc xe máy giá rẻ trước đây khiến người Việt có ấn tượng rằng hàng Trung Quốc tuy giá rẻ nhưng chất lượng lại đặc biệt kém. Nước nào cũng có tầng lớp thu nhập trung lưu, họ đều thích mua đồ ngoại đắt tiền hơn. Để thể hiện cuộc sống tiểu tư sản của mình, ở Trung Quốc cũng có những người như vậy. Trong những năm 1980 và năm 1990, đồ gia dụng nước ta chủ yếu do Nhật Bản và Hàn Quốc sản xuất. Chỉ sau khi nền công nghiệp nước ta phát triển, chúng ta mới bắt kịp. Thông thường, việc xây dựng đường sắt cao tốc ở Việt Nam là một ví dụ điển hình. Người Nhật đã xây dựng được bao nhiêu km đường sắt cao tốc? Với mức giá như vậy, bạn vẫn có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Ngày nay, nhiều thiết bị điện được bán trong các cửa hàng Nhật Bản là đồ điện của Trung Quốc. Người Việt Nam có tâm lý giống như người Trung Quốc 10 năm trước, có gì mà không thể hiểu được. Người Việt thích dùng đồ gia dụng thương hiệu Nhật, Hàn vì không có lựa chọn nào khác, họ không thể tự sản xuất. Họ cũng thích trang Taobao của Trung Quốc nhưng lại không mua được hàng, nếu không tôi nghĩ họ sẽ mua rất nhiều. Tất nhiên, chất lượng sản phẩm sản xuất ở nước ta không tốt. Rất bình thường, xây dựng thương hiệu cần rất nhiều thời gian. Những người mà chúng ta phải thách thức là những người khổng lồ hàng thế kỷ nên khá khó khăn. Không phải vì các nhà sản xuất tăng giá mà nó trở thành cao cấp. Cuối năm 1990, Trung Quốc bán hàng lừa người khác, bây giờ họ nhất định sẽ không mua nữa. Người Việt Nam vẫn còn dư chấn từ những ngày của xe máy và nồi cơm điện đến từ Trung Quốc tràn vào nước họ. Đây là tỷ phú người Việt. Chất lượng linh kiện điện tử trong nước kém xa so với các nước khác, đừng hỏi tại sao, bởi vì tôi đã từng làm trong lĩnh vực này. Bởi vì Trung Quốc có quá nhiều hàng giả, nên đối với người Việt Nam họ không sử dụng những thứ đó. Đối với người Việt Nam, nếu họ sử dụng thì đó phải là hàng bền bỉ và an toàn. Đây là di chứng còn lại từ thời xe máy Trung Quốc. Hàng Trung Quốc của chúng ta tuy chất lượng kém nhưng bù lại giá rẻ. Vì đồ gia dụng Trung Quốc vào thị trường Việt Nam tương đối muộn nên đã bị Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan chiếm giữ từ lâu và đã tạo dựng được danh tiếng tốt. Đồ Nhật Bản, Hàn nhìn chung đắt hơn đồ Trung Quốc, xét về cách trang trí ngôi nhà này thì có nghĩa là họ giàu có nên đòi nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng cái này không đại diện cho tất cả người Việt phải không? Điều cho thấy rằng chúng ta vẫn chưa cạnh tranh được với họ. Việt Nam có bao nhiêu người, vì dân số quá ít nên không thể tạo ra đủ doanh số. Vì vậy, các doanh nghiệp Trung Quốc không thật sự đẩy mạnh bán hàng vào thị trường Việt Nam và còn thường xuyên bị nợ tiền. Khi tôi làm trong lĩnh vực bán hàng, khu vực đó thường xuyên có buôn lậu và họ thanh toán bằng tiền mặt. Nói một cách dễ hiểu, sản phẩm của Trung Quốc thiếu sự quảng bá ở nước ngoài.
Hiện nay, hiệu suất chức năng và chất lượng của sản phẩm trong nước đã vượt qua Nhật Bản và Hàn Quốc. Chủ yếu là do danh tiếng của hàng Trung Quốc ở Đông Nam Á ngày đầu không tốt lắm, nay chất lượng đã tốt hơn nhưng cần có thời gian để đảo ngược định kiến. Nghĩ lại những băng đẳng xe máy trước đây vẫn là chất lượng không ổn định đã ảnh hưởng đến danh tiếng hàng hóa Trung Quốc, thật bực mình. Nói chung nếu điều kiện tốt hơn thì chính tôi cũng thích dùng động cơ Nhật, Hàn hơn. Không phải vì thương hiệu Trung Quốc không tốt, tôi cũng vừa mới trở về từ Việt Nam, như xe ô tô cơ bản là không có xe của Trung Quốc, có lẽ vài năm nữa sẽ có, nhưng tất cả cần thời gian để được chấp nhận. Ngày xưa có nhiều xe máy Trung Quốc nhưng sau đó phát hiện ra chất lượng rất kém nên bây giờ toàn mua xe máy Nhật. Giống như lựa chọn của những người giàu có ở Trung Quốc cách đây 20 năm. Gia đình người đàn ông Việt Nam này, đây được coi là đẳng cấp của một người đàn ông giàu có phải không? Đây là đại gia Việt Nam giống lúa đại gia đầu tiên ở Trung Quốc. Việt Nam không có sản phẩm riêng à? Hàng hóa trong nước yêu cầu phải là thành viên siêu cấp, thành viên vàng, thành viên bạch kim nên Việt Nam không dùng và cũng không đủ tiền mua. Trung Quốc nên phát triển ở thị trường Việt Nam nhanh chóng. Xe máy thời đó loạn lắm, họ bắt đầu cuộc chiến về giá ở Việt Nam mà không chú ý đến chất lượng, cuối cùng bị Nhật Bản thay thế. Không chú ý tới chất lượng là đi vào ngõ cụt. Người Việt giàu thật, sống trong nhà sang chảnh thế này. Cách đây vài năm tôi đã mua một cái tủ lạnh sản xuất tại Hàn Quốc và thấy dùng tốt hơn so với Media. Nguyên nhân chính là do trước đây xe máy Trung Quốc vào Việt Nam chạy đua về giá để giành lấy thị trường, chất lượng và dịch vụ hậu mãi không theo kịp, gây ấn tượng không tốt cho người Việt. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những bình luận quan điểm của Trung Quốc. Cá nhân admin thì thấy thật buồn vì ngành sản xuất của Việt Nam khó khăn quá. Ngày xưa ông Asanjo của Shark Tank quảng cáo là sản xuất TV cho người Việt, sau này vỡ lở thì hóa ra là nhập hàng tàu về dán mác Made in Việt Nam. Hàng Trung Quốc thật sự bây giờ đang tràn ngập Việt Nam rồi. Sắp tới họ mở cửa 3 tổng kho ở sát biên giới Việt Nam thì ngành sản xuất trong nước thật sự điêu đứng luôn. Theo các bạn, chúng ta có thể làm gì để đứng vững trong thời gian tới? Hãy để lại quan điểm góp ý của bạn ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.